Chào các bạn xem video vui vẻ. Hôm nay mình sẽ dẫn mấy em nhỏ này đi chơi siêu thị. Đi siêu thị là đi đâu? Đi siêu thị làm gì? Đi siêu thị chơi game nha. Yeah! Chứng giữ em già rồi, vậy em đi không được. Vậy nhà mình mạnh khỏe nha con. Hai bạn sẽ đi chung một chiếc xe đạp để tụi quầy dễ quản lý, chứ mỗi bạn đi một chiếc. Trời ơi, hơi nào mà quản lý nổi. Yeah, bây giờ yeah, mời mấy em đi đặng lấy xe đạp của mình đây. Ê mày ơi, bắp xe xẹp lép rồi. Mày đi lấy ống bơm đây. Có lấy ống bơm ở đây. Đợi hai ông nội này bơm xong chất tới trưa luôn quá. Anh đè cái thằng con bơm bơm không nói nữa. Rồi được rồi. Ôi nó xịt ra kèo. Mặc áo vô đây, leo lên nè. Trời ơi. Leo đây ngồi. Rồi chạy lên tới cây cầu này. Thắng lại chờ mấy bạn nhỏ tập hợp ra đây nghỉ mệt chút xíu đi tiếp. Nãy giờ hai ông bay chạy không nổi hả? Cả nhóm đợi mấy ông bay nè. Mập này nặng muốn chết mà em kia nó chở mà nó không chở nữa. Ê mập, sao không chở bạn? Dạ tại mệt. Mệt. Người ta chở mày mệt, tao đập mày luôn quá. Thôi đi anh Vinh ơi, chỗ này nắng chết luôn á. 5 minutes later. Team trái châu đã đi tới siêu thị rồi nè bà con. Siêu thị nãy mất thiệt. Xe đạp mà 5.000 một chiếc. Mày khùng hả mày? Có 500 đồng mà lên 5.000. Mấy anh em mình đi vô siêu thị đi bà con. Đi. Đi đó chứ sao anh Vinh đi ngày nào chơi. Gì vậy? Ồ. Trời. Thấy không Vinh gần hiệp à? Ôi. Tôi cũng mới biết cái đường này luôn nha bà con. Leo qua luôn chỗ lẹ. Cho mỗi đứa 10.000 nha, chơi hết 10.000 là thôi nha. Phút cuối đứa nào mà chiến thắng kiếm nhiều tiền, việc kiếm được nhiều thẻ nhất thì đứa đó anh Vinh cho thêm 50.000, hiểu chưa? Dạ hiểu. 4, 6, 7 đứa thì cho 70.000 chạy vô mua xu nè. Thằng này vô chổng mua đi. Cầm chạy chổng mua đi. Có nhiêu tính ra nhiêu xu à cô? 2.000, 35 xu đó. Mỗi đứa 5 xu nha. Dạ. Đếm đi, mỗi đứa 5 xu nha. 2, 4, 5 nè. 5 nè. Rồi lấy xu đi, tự chia nhau ra đi. Đưa xu lên cây. Anh Vinh ơi, em thích chơi gấp thú lắm á. Mày chơi gấp thú 100 lần cũng không được con đó mày. Các bạn nhìn nè, gấp thú nè. Quá trời dễ thương luôn. Mấy con này dễ thương mà khó gấp quá. Thôi kéo trâu đi anh Vinh ơi, em thích kéo trâu lắm. Thôi chơi kéo trâu đi nha. Nhìn Vinh kéo một lần rồi mấy đứa bay học theo nè. Nhét thẻ vô nè. Đó, nhìn nè. Kéo con ba xu đi. Ủa lộn mà thả con ba xu mà kéo trúng con một xu. Rồi đứt dây luôn rồi. Rồi chuẩn bị hai sợi đó. Kéo nha. Gắn lên nha. Đừng để thất bại. Kéo. Mạnh lên. Mạnh lên. Nhanh lên. Dính rồi kìa. Dính con rồi. Yeah. Trời ơi tưởng gì thả vô hai xu lượm được con hai xu cũng hoài giống. Tôi thấy cô bộ cái trò đập mũi này dễ hơn rồi các bạn. Em khóa chơi trò đập mũi này lắm. Chơi chơi dần. Rồi thả xu vô đi. Mấy xu? Một xu. Thả vô đi. Rồi. Đợi nó đậu xuống cái bánh bao cứng hay đập. Chưa con một xu quầy vốn đừng đập. Đợi con nhiều nhiều á hay đập. Chuẩn bị nha. Chuẩn bị nè. Đợi nó đậu xuống bánh mì nghe nhớ là anh Vinh nói nha. Kìa chuẩn bị nè, chuẩn bị nè. Đó đó, xuống thương nữa. Đập. Đập. Trời ơi. Mày đập nhẹ nhẹ lên mày bể má làm không có tiền hền nha con. Thả vô nhiều xu đi Hảo ơi, cưng hên mà thả vô thêm xu nữa đi. Ừ rồi hai xu luôn rồi đó là được hai con mũi đó. Từ từ nè, nó đậu xuống hai con mũi là cưng đập cho anh nha. Rồi nha, chuẩn bị nó ra lần thứ hai đó, chuẩn bị đó, chuẩn bị nè. Hai con chưa xuống dưới luôn, đập chết hai con luôn kìa, được ba xu kìa. Rồi trời ơi, con rồi nha, trời ơi đó ba thẻ kìa. Yeah, con nghĩ đây để em chơi thử coi. Ừ thả vô đi, cưng chơi là phải ba xu luôn cho anh, nó chơi hai cưng thôi chơi phải ba. Ừ rồi chuẩn bị nha, đợi ba con nó xuống hay đập nha. Chuẩn bị nè, chưa mới có hai con à. Từ từ nha. Hồi nãy thấy cô Nu chơi học được chưa? Chuẩn bị từ từ, nó đậu xuống từ từ. Đập trời chết, được 5 xu luôn nè. Chết cái này được 5 xu luôn nè bà con. Chết con số 4, chết con số 1 luôn. Ghê thiệt. Trời ơi. Rồi cầm đó. Hai xu. Thằng Thanh chơi ba xu, tao chơi bốn xu nè. Ừ, nhét bốn xu vô cho anh. Bốn xu luôn.
nhét vô luôn. 1, nhét từng xu thôi. 1, 2, để lên cưng. Nhét thêm 2 xu nữa, 4 xu lần. Nhét mấy xu rồi, 4 xu. Chưa dĩ chân đập luôn rồi, học lắc luôn rồi. Bởi vì người ta nói tham thì thâm. Quẳng tù tì nè, kéo trâu nè, bắt cá nè. Ừ, chơi bắt cá đi anh Vinh ơi. Rồi, đẩy vô 2 xu luôn đi, chơi bạo bạo đi, nhét vô 2 xu biết chỗ nhét không trời. Ừ, nhét vô đây nè. Trời ơi, mẹ không biết chỗ nhét nữa. Đó giờ chưa đi chơi siêu thị nè. Rồi, chuẩn bị nha. Con cá nó nhảy vô trong đó. Chưa. Chuẩn bị nè. Đáp. Vinh đập nhanh lên. Rồi, lủng lưới luôn rồi. Dạ, thảy vô 2 xu luôn. Để tiền đập cho con coi nè. Hương nãy số nó đen quá. Chuẩn bị đập. Trời luôn rồi, đập không ngang cá luôn rồi. Em là fan trung thành của kéo trâu. Vô lại coi kéo nè, nhét vô mấy thẻ đây. Kéo mấy thẻ, kéo trâu đây nè, mấy thẻ. 2 thẻ đi. Chơi gì tiết kiệm quá. Tiết kiệm biết nào giàu được. Chuẩn bị thảy nha. Chuẩn bị nha. Để canh con dây ngay hai con trâu hay kéo nè. Rồi để em nhanh lên. Trời đứt dây rồi. Giờ ở đây ai chịu hùng xu với tôi. Rồi để vô đây, một đứa, để vô một thẻ thôi, mỗi một thẻ thôi, thằng Tiên lấy lại ba thẻ đi. Để tôi nhét vô đây, tôi kéo cái máy trâu rồi nè, kéo 5 dây luôn. 1 2 3 4 dây nữa nè. 5. Rồi. Giao khác đi, bọn bay là số nhỏ quá, chuẩn bị nha. Là có cái trò tệ thiên này ở đây là chơi dễ ăn thẻ nè, đứa nào chịu hùng thẻ ra đây anh Vinh chơi ơi. Thẻ cuối phải không? Dạ. Còn mấy thẻ, một thẻ thôi. Đứa nào hùng thẻ nữa. 4 thẻ rồi, ê. Hùng thẻ rồi. Rồi, hùng thẻ đi ở đây coi anh Vinh chơi tài thiên. Đi ở đây chơi coi anh Vinh chơi tài thiên. Rồi, nhét vô đây nè. Cái này tài thiên nè. Đó, tài thiên nè. Rồi, để nhét vô đây 5 thẻ. 1 2 Ôi, sao bị kẹt thẻ rồi. Nhét vô bị kẹt thẻ rồi. Rồi luôn rồi, kẹt thẻ luôn rồi. Đi đặng kêu chủ, bà chủ lại đây coi. Anh Vinh ơi, bà chủ đưa 2 thẻ nè anh Vinh. Ừ, kẹt con thẻ, bà cho 2 thẻ. Hầu như là cơ hội cuối cùng của mấy anh em tôi hùng thẻ. Lần này quyết tâm chơi, không được để thất bại nữa. Nhét vô, đừng kẹt thẻ nữa nha. 1 2 3 4 cái nữa. 5 thẻ, rồi chuẩn bị nè. Nè, để ta coi nha. Con nào đây? Chết! Mày với mày! Ủa? Nhét vô 5 thẻ chết được con 4 thẻ à? Trời ơi! Lão không thẻ rồi! Trời ơi! Nhét vô 5 thẻ sao không được có 4 thẻ? Trời! Số anh Vinh đèn quá! Trả thẻ lại cho em đi! Trả mày thẻ luôn nè mày! Thì ghét! Trả em thẻ luôn vậy? Trời ơi! Gì phú phàng với mấy cha? Trả luôn nè! Con đứa nào hùng thẻ nữa? Đây nè, nhỏ này có hùng không? Rồi hết thẻ luôn nè. Nhét vô còn mấy thẻ, chơi hết luôn đi. Dứt vô 3 thẻ luôn đi. Chơi nhét vô 3 thẻ luôn cho anh. Hết chưa? Chưa, nó nhảy, cá nó nhảy lên rồi mới vỗ mạnh lên nha. Cá nhảy lên rồi mới nhảy, chơi từ từ. Bắt qua đây, nhanh lên. Rồi. Trời ơi, vụt hết trơn rồi. Tính ra em ngu nghe là anh em thua hết trơn thẻ luôn rồi. Rồi, ở đây đang Vinh giữ thẻ cho anh Hạo. Thôi, tao xui lắm. Còn đứa nào hổng nào, đủ 5 thẻ chưa? Đủ 5 thẻ hả? 3 thẻ, cưng, nhét vô 2 thẻ. Rồi, nhét vô gào khác. Cái dáng này là dáng hầu như gần quyết định rồi nè. Nhét vô 3 thẻ từ từ, để nó xuống hay đập. Đập! Rồi. Trời ơi. Hai hồn thẻ Dương Tiểu Thanh kìa, Vũ Thanh hơn. Còn mấy thẻ hồn với bạn không đi? Ừ, còn mấy thẻ cuối đưa đây anh Vinh sưu tập cho. Đưa đây. Rồi, nhỏ này còn thẻ không? Không luôn rồi. Còn thẻ không? Đại còn thẻ, đại nãy đâu còn quậy trời, nãy ém mày. Phương hết luôn hả? 4 thẻ rồi, còn ai hùng thêm thẻ? Hùng thêm thẻ nữa, rồi đủ 5 thẻ nè. Để anh Vinh mày, để cho Vũ Thanh nó đập. 1
2 3 4 5. Anh Vinh mày hùng thẻ cho mày, mày đập hụt là tao lấy cái quần mày ra tao chuột. Từ từ để cho mũi nó gớt xuống hay đập nha. Cố lên, cố lên. Chưa, đừng đập đó. Trời ơi, tao đã kêu mày đừng có đập rồi mà mày đập chi, có chính con nào đâu. Sao mày lì với anh Vinh kêu mày đừng đập mà mày đập. Chơi này phải không? Rồi để đó, Diễm Phương vô trong này chơi kéo cá đi, đập cá đi. Nhét xu vô. Không phải nhét cái lỗ này trời, ủa lỗ này lỗ gì á? Nhét vô đây bỏ xu luôn á, nhét đây nè. Nhét đây nè. Ừ. Rồi, để con cá nó cưng canh ngay giữa con cá gì nè, cưng hay đập. Canh ngay giữa hay đập con số 6 kìa. Đập. Trời ơi. À mày móc đó, mày bấm nút cái là mày móc rồi mày câu nha, câu cho ngay nha, chưa? Để anh Vinh chỉnh cho. Bấm. Câu quay mạnh lên. Quay tay mạnh lên mày. Dính rồi, dính là 23 xu à, từ từ. Đó, thì ghê chưa? Từ từ nè, dính nữa nè, nè. Dính. Quay mạnh lên. Dính nữa nè, thấy chưa? 42 xu kìa, từ từ nè. Mấy con này. Dính. Ủa, cái gì vậy? Hết giờ rồi. Ừ, bóp bộ bỏ trò này sao Dính? Sao có xu gì vậy? Ghê chưa? Thấy trẻ trâu lái xe chưa? Có thằng kia làm gì vậy? Gai phát thằng này làm gì vậy? Làm gì vậy? Ê. Mày có nhét xu vô không? Có nhét xu vô không mà mày lấy? Xu mày còn đâu nữa mà mày lấy? Ra đây coi Vũ Thanh chơi gấp thú nè. Vũ Thanh nó dại dột chơi gấp thú nè và con ngu. Nhét vô mấy thẻ à? 2 xu một lần hay vậy? Nhét vô thử ai? Nhét vô thử coi. Sao kỳ vậy? Nhét thêm cái nữa ai? Nó lòi thẻ ở đây nè cha ơi. Đi ta. Không nhận rồi, qua máy bên này đi. Từ từ. Mấy con này dễ thương nè, mấy con bên này dễ thương nè. Kìa, mấy con vịt này dễ thương nè. Chơi mấy con vịt rồi đi, nạp xu vô. Ờ, 2 xu một lần chơi lắm, nhét vô. Xu nữa. Rồi. Điều khiển cái này là lắc qua lắc lại nè. Đó thấy không? Lắc qua lắc lại, cái nút kia là gấp đó. Canh đi. Cắn lên. Rồi chưa? Rồi thì nhấn nút rồi. Trời ơi. Nói rồi gấp cũng không có được đâu, khó lắm. Đang chơi đáp. Chết rồi kìa. Lượm thẻ. Dạ tao hứng rồi. Từ từ. Tạm gì gấp chứ hả? Để anh Vinh lấy tay ra đi. Đó, gớt này nè, đưa đây, đưa hai thẻ này đây. Đâu rồi? Đưa hai. Thằng Vũ Thanh đưa hai thẻ nữa đây. Rồi, nhét vô nè, giao khác đi. Cho anh Vũ Thanh đập nha. Ra nè, một thẻ nè. Thẻ này là thẻ cuối cùng luôn rồi. 2 thẻ nè. 3 thẻ nè. 4 thẻ nè. Rồi nè. Thôi ra để cho thằng Hảo đập luôn đi. Hảo đang hên cả đi. Vũ Thanh đập xuống chết luôn. Chuẩn bị nha, đậu xuống rồi mới đập nha. Từ từ nha mày. Từ từ nha. Cái ván cuối từ từ nha. Đập. Rồi dính chết 4 thẻ kìa, vốn luôn. Nè chết kìa. 2 thẻ nè, con mũi trái, mũi đực nè, khóc kìa. Rớt thẻ xuống như này. Rồi. Nhét 4 thẻ vô chơi tiếp. Anh thần ơi. Chơi hoài vậy đó, chơi nào thắng thôi, gạo khác rồi. 1 thẻ nữa nè, 2 thẻ nè, 3 thẻ nè, 4 thẻ lần này cho anh Vũ Thanh đập. Thằng Hào đi gạo khác, Vũ Thanh vô. Chuẩn bị 4 con đậu xuống rồi hay đập. Chưa, đập. Rồi luôn rồi, ơi thất bại luôn rồi. Đậu lên trán hay đập. Rồi, hốt lắc rồi. Rồi. Nó thẻ luôn phải không? Giờ đâu còn nữa đâu. Đâu phân biệt thắng thua gì nữa đâu. Ra ngoài này thì nực rồi, lấy xe lẹ lẹ đi, dẫn vô nước mé. Rồi số xe của đứa nào lấy số xe đứa đó đi. Đứa nào số mấy à? Cái màu hồng là của xe máy của anh. Rồi ở đây đi. Ừ thì dựng xe xuống rồi ngồi ở cái bàn này nè. Từ đây trở đi kênh của mình sẽ làm mỗi clip sẽ dạy cho các bạn biết vài từ tiếng Anh luôn, để cho mình vừa xem vừa giải trí mà vừa biết tiếng Anh cho các bạn. Tránh trường hợp những cái từ vựng cơ bản mà mình lại không biết thì nó hơi kỳ. Tôi ví dụ cho các bạn xem. Cưng biết một chậu tiếng Anh là giờ Cưng nói thẻ cung đây. Không biết anh Vinh ơi. Thằng ơi. Biết không? Đứa nào biết nói Vinh nghe coi, đứa nào biết một chậu tiếng Anh là gì? Bữa nay mình chơi đập châu kéo châu đó mà biết một chậu tiếng Anh là gì không? Đó các bạn thấy chưa? Buffalo là con trâu ha. Hồi nãy có cái bò đó, bò tiếng Anh là gì vậy anh Vinh? Ở trong này có đứa nào biết con bò tiếng Anh là gì không? Không.
đi học môn toán, môn lý, môn hóa đủ thứ các môn hết á, mà rốt cuộc ra ngoài đường á thì mấy môn nó đâu có xài đâu các bạn, đúng không? Toàn là xài cộng trừ nhân chia đây không à. Các bạn phải biết tiếng Anh mới được. Bởi vì thời sau này người nước ngoài người ta qua bên này người ta chơi nhiều lắm, chứ người ta hợp tác phát triển đất nước nữa, cho nên bạn phải biết tiếng Anh. Đó, mà tiếng Anh con bò là gì? Cow, con trâu, buffalo. Rồi, ngày hôm nay trong cái video này các bạn chỉ cần biết được hai chữ tiếng Anh này thôi thì đã rất là thành công rồi đó. Giờ em thách anh đố em mà con chó với con mèo đọc bằng tiếng Anh là gì đó? Con chó là gì? Đó. Con mèo là gì? Cát. Cát hả? Cát. Công nhận hai chữ tiếng Anh của bạn Đại khó thiệt chứ mấy em, đây có em nào biết không? Biết chứ. Biết hả? Biết hết không? Biết. Trên thế giới này ai cũng biết cái chữ đó, hai từ đó. Tính ra cưng học tiếng Anh giỏi chứ cái chữ nào cưng biết là cả thế giới người ta đều biết. Đó. Rồi chia nhau ly mía đi. Thôi đại ly nước mía thần thánh này lâu quá. Ngon không? Uống dữ à? Ngon không? Nhớ đăng đăng ký nha, để ủng hộ team mình, với lại nhấn vào cái chuông nha các bạn. Nhấn vào đăng ký rồi nó mới hiện cái chuông cho mình bấm vô. Rồi nhớ học tiếng Anh luôn nha. Bye bye, hẹn gặp các bạn những video sau. Bye bye các bạn. Bye bye mấy bạn đi. Tình trở lại cái ngôi mộ này đây để chơi cầu cơ lúc 12 giờ khuya nha các bạn. Nói chung là con chỉ xin phép khoảng 5-10 phút thôi là con đi vô liền. Ghim vô chắc nha, mày ghim giữa chừng ngã cây nhang là tao bỏ vô nhà trước à. Mạnh xuống, mạnh xuống. Ừ. Run.